Lôi Con tranh suất về Việt Nam với Linh Đâu, ra đòn hiểm khiến đối phương đau điếng. Không chỉ có Lôi Con, Linh Đâu cũng là gương mặt quen thuộc với công chúng, bởi là thành viên team Châu Phi và thường xuất hiện cùng Quang Linh. Mối quan hệ giữa anh chàng với idol nhí cũng rất tốt. Sau khi kết thúc hành trình ở Việt Nam, team Quang Linh Vlogs đã trở lại Angola để tiếp tục các công việc thường ngày. Cũng nhân dịp này, Yao Uber quê Nghệ An đã cùng Lôi Con và các anh em thân thiết đến thăm quán ăn mới khai trương của Linh Đâu. Cả team đã tặng cho vợ của anh chàng Châu Phi một chiếc khăn lụa, làm quà kỷ niệm mua trong chuyến về quê vừa qua. Chuyện sẽ không có gì đáng nói khi mọi người vẫn đang trò chuyện, hỏi thăm về quán ăn của Linh Đâu thì Lôi Con bỗng dưng tiết lộ ra một bí mật động trời. Theo đó, cậu bé nói thẳng với Yao Uber Angola, chú ơi chú đừng nói nữa, chú có người yêu rồi, ở Việt Nam ấy. Câu nói này của Lôi Con khiến tất cả mọi người vừa đứng hình, vừa bật cười vì không hiểu tại sao cậu bé lại nói vậy. Thậm chí, idol nhí còn mách với bà xã của Linh Đâu rằng anh chàng đã có người yêu ở Việt Nam, khiến đối phương khá ngượng ngùng. Dù vẫn nở nụ cười nhưng trên mặt cô đã hiện rõ sự nghi ngờ, không còn quá vui vẻ. Ngay lập tức, bà xã Linh Đâu cũng quay sang chất vấn chồng, kiểm tra thực hư. Mặc cho ông chủ mới cuống quýt giải thích, Quang Linh cũng nói giúp thêm nhưng có vẻ cô nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Bởi theo lời vợ Linh Đâu, có thể khi anh trở về Angola không gọi điện được với cô gái kia, nhưng vẫn nhắn tin qua các nền tảng mạng xã hội. Sau đó, Quang Linh Vlogs dẫn Linh Đâu ra sức giải thích lần nữa đó, chỉ đơn thuần là người hâm mộ xin chụp hình, nhưng bà xã của anh chàng vẫn còn thoáng buồn. Không phải như em nghĩ đâu. Cháu nói lừa đấy, chỉ là những người yêu thích anh người ta xin chụp hình cùng thôi, Linh Đâu nói với vợ. Quá bất lực, Linh Đâu bày tỏ sự tức giận với Lôi Con, muốn cậu bé phải xin lỗi và nói rõ ràng vì sợ vợ hiểu nhầm, cũng như gây lục đục gia đình. Lôi ơi, vấn đề lần này là lớn thật rồi, không đùa được đâu. Chú Linh Đâu sợ vợ hiểu nhầm chú đấy. Đau đầu lắm. Tí nữa chú bán hàng xong, chú sẽ về nhà nói chuyện với bố mẹ của Lôi, vấn đề to lắm rồi. Lôi phải nói thật với cô đi, không cô giận, cô buồn chú, Linh Đâu bày tỏ. Tình huống xảy ra khá bất ngờ khiến không ai kịp trở tay, tuy nhiên cộng đồng mạng bày tỏ cuộc trò chuyện này của Lôi Con, khá vô tư và hài hước. Còn về phía Quang Linh, nam Yao Uber cũng nhanh chóng nhắc nhở idol nhí nghiêm túc, không được nghe chuyện người lớn và nói leo vì dễ gây ra hiểu nhầm không đáng có. Nhiều người cho rằng, có lẽ Lôi Con muốn tranh suất đi Việt Nam với Linh Đâu nên mới ra hạ sách này. Bởi trước đó trong một phiên live, Quang Linh từng đùa rằng ai nói nhiều hơn sẽ được về Việt Nam, nhưng không ngờ cậu bé lại tưởng là thật. Lôi Con nói một câu chấn động thật chứ, nhìn vợ Linh Đâu có vẻ tin thật nên trông buồn lắm đó. Báo quá Lôi Con ơi, dí chú Linh Đâu cỡ này chắc bị vợ giận mất thôi. Chuyện từ năm ngoái nhưng giờ bị Lôi Con khui ra, fan này Linh Đâu chắc giải thích mấy ngày vợ mới nguôi ngoai. SOS, Linh Đâu ra tín hiệu giải cứu đi, Lôi Con báo thủ quá rồi. Điều tôi chú ý là hai người Angola cãi nhau nhưng lại nói bằng tiếng Việt Nam, thậm chí còn chuẩn giọng Nghệ An nữa. Vừa thấy thương Linh Đâu, vừa thấy hài, là một số bình luận của cộng đồng mạng. Qua tìm hiểu, cô gái mà Lôi Con hiểu nhầm là người yêu của Linh Đâu là DJ Thanh Trà, sinh năm 1999, quê Thái Bình. Năm ngoái, khi Yao Uber người Angola về Việt Nam chơi, cả hai đã có dịp gặp gỡ. Vì hâm mộ team Quang Linh Vlogs nên nữ DJ đã xin chụp hình chung. Tuy nhiên khi tạo dáng chụp, DJ Thanh Trà có phần thân thiết quá mức khiến bức ảnh từng có một thời gian viral trên mạng xã hội, nhận nhiều ý kiến trái chiều. Cũng bởi cách tạo dáng này mà Lôi Con vô tình hiểu lầm cô nàng là bạn gái của Linh Đâu ở Việt Nam.